Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký tên tư nhân biển Sài Gòn. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng đã rút hồ sơ rồi quý bạn nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản E số tự động đấy ạ. Trong Toyota Vios thì Toyota cũng đã dành cho thị trường Việt Nam ở những cái phiên bản ví dụ như là Toyota Vios E và Toyota Vios G. Ở phiên bản G thì nó là một phiên bản thôi, phiên bản G thì chính là phiên bản số tự động. Còn phiên bản E thì nó có hai phiên bản, đó là phiên bản số sàn và cả phiên bản số tự động các bạn nhé. Chiếc xe mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn hôm nay là ở cái phiên bản số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2019. Đấy, 2019 đây các bạn nhé, tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2019 này. Lăn bánh hơn 3 vạn thôi các bạn ạ. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị đầy đủ màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy. Và vô lăng tích hợp các phím khiển trên vô lăng này. Rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi. Nội thất còn rất là mới, chiếc xe không có chạy dịch vụ đâu các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn này. Dàn lốp cũng còn rất mới luôn đây ạ. Đấy, dàn lốp này là dàn lốp của xe đây các bạn nhé. Đấy, còn rất mới, rất là đẹp. Đấy, dàn lốp rất đẹp luôn này. Nội thất cũng rất đẹp luôn này các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản E số tự động các bạn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn là không tai nạn, không ngập nước quý bạn nhé. Còn nguyên bản hết này, keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa này, táp lô này đều rất là đẹp nhé. Cái màn hình Android này là chúng tôi vừa mới lắp thêm nhưng mà này còn chưa bóc cái ni lông ra đâu nhé. Cái màn hình này là mới bóc, chưa bóc cái ni lông ra, còn rất đẹp luôn. Màn hình Android tích hợp giải trí thông tin đa phương tiện rồi quý bạn nhé. Và đây vô lăng cần số này, cần số này, tay phanh này, vô lăng này đều rất là mới, rất đẹp các bạn nhé. Nội thất này rất mới luôn. Nội thất màu kem này rất là sang nhưng mà phải giữ gìn sạch sẽ thì nó mới đẹp được các bạn ạ. Hoặc là xe chạy ít như chiếc xe này thì mới là đẹp được các bạn nhé. Đây, nội thất này rất đẹp luôn này. Đấy. Nội thất đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Toyota Vios E 2019. Giá loanh quanh của chiếc xe này thì chúng tôi cũng bán với hơn 400 triệu đồng thôi các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên để cho các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe này nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E số tự động 2019 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi 1.5 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động này. Và cái động cơ này thì mới lăn bánh được có hơn 3 vạn km thôi, cho nên là còn rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, rất là mới này. Ốc còn nguyên bản hết luôn. Rất đẹp luôn các bạn này. Phải nói là rất mới, rất là đẹp đấy ạ. Ốc cabo này còn nguyên này. Đấy, toàn bộ những cái tấm chắn nóng cabo, keo chỉ cabo, tem ở trên cái cabo này là còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn các bạn nhá. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2019 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E 2019 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.